tôi la ông, tôi nói tôi chán ông quá, cái anh nói tôi còn chán tôi. Hồi mới vô mấy ngày đầu không biết cái Đáng lắm đường ơi, ở, tôi cũng vậy. Tại tôi làm không sao, biết tại tôi làm sao cho nó. không mà chỉ biết tôi mua cái sim mà mới mua đi trường đó, mà mua cái sim là mua mua liền mới có mấy phút Tại tôi muốn chọc ông, cái tôi cũng vất vả với cái nó khổ lắm mày ông ơi. chọc đánh gần 5 7 ngày đầu Tôi trời ơi chán ơi là chán, không có gì lạ sao livestream đó lại tôi mất còn cái mua gì kia tôi còn mua thôi. Cái kiểu mà mua cạc này cái nọ rồi. Ok rồi cho chị Xuân nói trước rồi nè, nói đi nha. Bây giờ anh em cái dưới nói chứ có phải tiền lận tôi anh em đi uống cà phê, bây giờ đã họp gặp được bác Phương, anh Quang và chị Xuân và anh Tuấn và đang ở quán cà phê Bamboo ở phố Bô Sa. Anh em ngày tất niên đúng không? Ngày cuối năm, thành thử ra cũng chung vui cái dịp Tết mà năm nay anh em đều bận không có thể tới nhà nhau được, thành ra nhân cơ hội chị Xuân và anh Quang tới Bô Sa thành thử là anh em thành thử mới gặp nhau được ngày hôm nay, cái hên nghĩa là anh em còn gặp nhau được ngày trước ngày Tết cuối năm. Bây giờ mời bác Phương nói lời chúc Tết. Tôi xin chúc Tết tất cả anh em, cô bác, về nhà, đồng bào, đồng chí, tất cả. Lời Tết, Tết rất là vui vẻ và rất là đoàn được nhiều thắng lợi trong nước. Là những cái dễ dãi và kinh tế của nước nhà đang lên. Và chúng tôi rất hết sức và vui mừng để mà cùng có dịp gặp nhau những ngày cuối năm. Tất cả đều là điều điều hướng về quê hương đất nước. Xin mời Quang có tư tưởng về ngày Tết ạ. Thân kính chúc quý vị hôm nay vợ chồng chúng tôi lại được cái hân hạnh gặp các bạn thân, là anh bác sĩ Tuấn, anh Song Phạm và cụ Phương. Chúng tôi được họp mặt ở đây để nói chuyện hàn huyên với nhau trong những ngày gần Tết. Chúng tôi không biết nói gì sang năm mới để chúc tất cả mọi người trong nước cũng như ở hải ngoại sang năm sang năm Quý Mão tất cả mọi sự được vạn sự như ý. Xin thân chào quý vị khán thính giả. Kính chào quý vị, quý bạn khán thính giả rất là thân mến. Chúng tôi gặp nhau hôm nay trong một cái không khí rất là ấm cúng ở giữa những cái giọt mưa xuân. Chúng tôi vượt mưa gió mấy tiếng đồng hồ để được gặp nhau. Đó, mấy quý vị nghe không? Đó, những cái tiếng nói mùa xuân của những người dân ở phố Bôn Sa vào đây. Chúng tôi trốn ở trong cái trốn ở trong cái quán này để có thể nói chuyện với quý vị, là vì nếu chúng tôi đi ra ngoài phố Bôn Sa thì mặc dầu trời mưa nhưng mà những cái âm thanh gọi là âm thanh đền nó cũng không có được yên để cho chúng tôi có thể gửi lời chúc Tết đến quý vị. Hôm nay là cái ngày xem như ông Táo đưa ông Táo về trời. Thì trên xe chúng tôi nãy giờ có bác sĩ Tuấn nè, có anh Thông Phạm, có bác Xuân Phương, có ông Quang với tôi. Thì hồi nãy bác Phương hát cái câu gì đó bác Phương, trời mưa mà bác Phương ra cái tiệm Phước Lộc Thọ, bác Phương hát cái câu gì đó ông. Câu này, câu một, bây giờ đến 30 Tết trời mưa bụi, chờ nhớ quê nhà muốn được xuân. Thật sự là chúng tôi đâu có, chưa có được uống rượu xuân. Thì chúng tôi nói là thôi thì ông ba ông ba ông Táo ở Việt Nam về chầu trời trước, còn mấy ông Táo ở Mỹ này hiện giờ đang mắc kẹt mưa, đang chạy chậm chậm đi về trời, chắc là cũng đến nửa đường rồi. Thì mong là tối nay ba ông Táo về trời lên tàu trâu với Thượng Đế. Xin ba ông Táo gửi lời chúc Thượng Đế lệnh ổng vài câu. Nên ổng vài câu không, ông trời của mình quay hơn ông Chúa. Ông trời của mình có quyền phạt ông Chúa. Nếu ông Chúa
cái gì đó là ông trời của mình quay lắm. Nhưng mà ông trời của mình rất là bình dân. À, thế thì chúng tôi nói lén ba ông táo là ông ba ông táo tới ngày rình ở trong bếp. À, ông nào mà có vợ bé hay là có gì tầm tem gì hay là đi vào trong bếp mà nói xấu gì ai đó là ba ông táo nghe hết. À, ba ông táo sẽ về trời tâu. Và chúng tôi cũng mong rằng những người nào mà có những cái hành động xấu xa gì đó thì cũng coi chừng ba ông táo. Thế thôi. Tới đây thì tôi nhường lại cho bác sĩ Tuấn, chắc là ông có cái lời chúc hay hơn. À, sao coi như cho gửi lời chúc tất cả những bạn ở tại Mỹ trước. À, và nay ngày hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày đưa ông táo về trời. Và đồng thời cũng xin gửi lời chúc các bạn ở Việt Nam là một năm mới, năm quý mão là đầy thắng lợi. Trong cái dịp năm vừa rồi, tất nhiên là tôi có dịp về Việt Nam từ đầu tháng 9 và về cuối tháng 10, về lại Mỹ cuối tháng 10, thì gặp rất là nhiều bạn, rất là những người bạn đó rất là nhiệt tình. Ví dụ như gặp thì chỉ có liên lạc được các bạn như ông Đặng Quân Chu, rồi còn sau đó thì vào Nam thì gặp anh Đức Tuấn, tức là Tuấn Ngọng, anh Chánh, anh Võ Công Tâm, anh Bùi Gia Việt. Và tuy vậy nhưng mà nói chung là gặp nói chuyện rất là tâm giao, và mình đã từng đàm đạo mấy đêm, nói chung là rất là thỏa mãn, và tôi thỏa chí, nghĩa là mấy chục năm tôi ở bên Mỹ mà tôi về Việt Nam cũng hai lần rồi, lần này lần thứ ba thì gặp được những người bạn như vậy, không trình bày cũng giống như là hiểu biết trong tình hình đất nước như vậy thì tôi thấy rất là thỏa mãn. Và nói chung là năm qua thì những cái gì tốt đẹp cũng đã hiện diện trong đất nước, và năm tới thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn, rất là đẹp hơn, tức là năm Quý Mão chúng ta cũng sẽ thăng tiến hơn, và nhân dân Việt Nam mình sẽ làm được những cái gì mà người dân, người Việt mình mong muốn, trong đất nước trở thành giàu có khá giả hơn năm vừa rồi, tức là hơn năm 22, năm 23. Và đồng thời thì nhân tiện đây thì có những tất nhiên là trong mỗi năm thì nó cũng có những người Việt về đất nước, có những người Việt về đất nước thì mang những cái điều tốt đẹp cho đất nước, họ ra đi với hạnh phúc. Có những người về thì họ nhân tiện đó thì họ gọi là được dịp đó thì bẻ măng, đúng không? Thì tuyên truyền những cái luận điệu không có đúng với thực với cái tình hình lịch sử đất nước và đất nước đang đi lên. Thì có những người họ cũng tiếc nuối quá khứ, nhưng mà chúng ta đây là những người, chúng tôi là cũng những người cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng chỉ mong là trong tương lai đất nước mình nhìn về một cái triển vọng của đất nước là thăng tiến, và tiến bộ càng ngày càng tiến bộ hơn, đất nước ta cũng xây đẹp, xây dựng cùng ngàn người những ngày vừa qua. Và tôi hy vọng, tôi nói chung tôi và những anh em ở hải ngoại đều hy vọng đất nước, chính phủ, cái tiến trình cũng như nhân dân Việt Nam tiến lên bước tiến mới, đưa đất nước phồn vinh hơn nữa và thắng lợi hơn nữa. Kính chào và chúc năm toàn thể các bạn năm mới, năm Quý Mão đầy tràn đầy thắng lợi. Xin hết. Đây. Và Sao Phạm cũng cuối năm cũng vui mừng đã gặp lại những người bạn đã đồng hành suốt năm, có bác Phương, có bác Quang và chị Xuân và anh Tuấn. Đây cũng là điều vui cuối năm, cũng Tết sắp tới, cũng chúc tất cả mọi nhà ở trong nước cũng như ngoài nước thắng lợi, sức khỏe và thành công. Một điều chắc chắn tôi thấy là Việt Nam đã mở cửa buôn bán với khắp thế giới. Năm nay đã mở hoàn toàn buôn bán với Trung Quốc.
thì cái nghề canh nông của Việt Nam nó sẽ thăng tiến và thắng lợi, và hy vọng và bà con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Và tôi được biết có nhiều cái doanh nhân Việt Nam đã mở cái drone ở Hoa Kỳ. Đó là một sự thành công khi mà họ mở cái drone ở ngay cái trung tâm về khoa học ở nước Mỹ, đã làm cái thành công khi mà Hoa Kỳ cũng đã mua cái drone của người Việt Nam để trang bị cho quốc phòng của Hoa Kỳ. Đó là sự thành công lớn. Nhưng mà một điều thành công lớn hơn nữa, tôi có lẽ ông Phạm Nhật Vượng đã bán chiếc xe VinFast ở Hoa Kỳ, và chiếc xe VinFast đã lăn bánh ở California. Đó là điều mừng cho đất nước đã tiến triển tốt đẹp hơn. Cũng đầu năm mới cũng chúc tất cả bà con ở trong cũng như ngoài nước được sức khỏe, thành công và thịnh vượng, mọi con cháu đều phát triển tốt đẹp và học hành giỏi giang và thành công trong những sự nghiệp ở nước Mỹ cũng như ở Việt Nam. Dạ, cảm ơn, xin chào tất cả quý vị. Chị Xuân có ý muốn nói gì? Ý muốn hỏi các anh là có một cái số người cứ nhắc tới nhắc lui về chị phải để tắt đi mới nói được. Nhắc tới nhắc lui, năm nào cũng nhắc lui là có nên bỏ Tết ta hay không để cho đỡ nghèo. Đó là cái ý kiến của ông Võ Tùng Xuân mà ông ấy nghe ông kiên trì mỗi năm mỗi nhắc lại cái tư tưởng đó. Và bây giờ thì cũng đã có người đem vào trong trường học để hỏi ý kiến học sinh, để cho học sinh có những ý nghĩ gì. Thì thật ra thì cái ý kiến này đã có rất là nhiều người phản đối bằng nhiều cách, nhưng mà những cái người mà đòi bắt chước đó thì vẫn lặp tới lặp lui cái lý luận nào là mình có thêm lại có thêm ngày lễ rồi mất công rồi tốn tiền này kia cái nọ. Thì tôi thấy vâng, thì tôi nhân đây có nhiều hơn hai người, thì tôi cũng muốn xin mỗi người một cái ý kiến thêm về cái tư tưởng đó. Thì đầu tiên mời anh. Tôi cũng xin có một cái ý kiến. Cái ý kiến của anh, ông giáo sư Võ Tùng Xuân. Ông Võ Tùng Xuân là người đạo Tin Lành. Trước nay, ông cách đây cũng mười mấy năm, ông đã đề nghị là bỏ Tết ta, chỉ ăn một cái Tết Tây thôi. Đó là nước Việt Nam mình như vậy. Mà đó là mục tiêu của ông Võ Tùng Xuân, là muốn cải, nói là tốn kém trong cái Tết ta quá nhiều. Cũng như đồng thời đó là kêu là mình ăn Tết ta thì mình không đồng hành với cả thế giới. Cái điều mà đề nghị á, mà bỏ Tết ta, cái chuyện này á, là nó xảy ra từ năm 1945. Cuốn sách tên là Đường Lên Phía Trước. Ông Cường đó thì giờ bây giờ đã chết rồi. Ông Trung tướng Cường đó là ông viết trong cái cuốn sách Đường Lên Phía Trước, thì ông nói xong đề trong năm 45-46 gì á, thì một số người hay là 54 đề nghị với cụ Hồ Chí Minh là nên bỏ cái Tết ta đi và mình đi theo cái Tết Tây. Thì cụ Hồ Chí Minh chỉ hỏi một câu á, nếu mà ta bỏ Tết ta hay là bỏ âm lịch á, thì tất nhiên là đồng bào sẽ không ăn Tết Nguyên Đán. Và ngồi ngày giỗ kỵ của cha mẹ ông bà tổ tiên hoặc các anh hùng dân tộc cũng phải bỏ luôn, là bởi vì ta ăn theo Tết, ăn theo dương lịch á, thì ta bỏ hết cái âm lịch. Tôi nghĩ cái điều này là khi đó cụ Hồ cũng đã nói chuyện trong cái, tôi có đọc trong cuốn sách gọi là Đường Lên Phía Trước của ông tác giả là một ông trung tướng quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyễn Trần Thanh Cường. Tôi không nhớ rõ cái tên tác giả, nhưng mà tôi có đọc cái cuốn đó thì tôi thấy rằng số cán bộ đề nghị là bỏ dương lịch, bỏ âm lịch luôn. Thì cái này là đề nghị với cụ Hồ, mà cụ Hồ nói như vậy là bây giờ chúng ta nếu mà bỏ dương lịch, tất nhiên là bỏ luôn cả Tết Nguyên Đán và bỏ luôn cả các dỗ kỵ của ông cha của các đồng chí, bỏ âm lịch thì tất nhiên ta phải bỏ, ta bỏ Tết Nguyên Đán là một, thứ hai là bỏ tất cả các dỗ kỵ của mỗi gia đình cá nhân, bỏ những dỗ kỵ và lễ lộc, ví dụ như ngày của dỗ Lê Lợi, ngày dỗ của Trần Hưng Đạo,
À, thì tất nhiên là ta phải bỏ luôn luôn hết như vậy. Thì nói chung thì cụ Hồ chỉ trả lời như vậy. Và ngày hôm nay qua 40-50 năm sau thì có ông Võ Tùng Xuân đề nghị điều này. Thì tôi nghĩ cái điều này là nếu mà chúng ta chú trọng về kinh tế đất nước quá nặng thì ta bỏ nguyên cả cái căn cước của đất nước mình, tức là bỏ cái tất cả các truyền thống về trong cái âm lịch xảy ra. Thì cái này tôi nghĩ là với riêng tôi thì tôi hoàn toàn phản đối cái chuyện đó, và đó là cái ý kiến của tôi về cái đó. Như vậy thì chúng ta không nên bỏ Tây Ta và tiếp tục giữ Tây Ta. Cảm ơn anh Tuấn có ý kiến rất hay khi nói về cái lịch sử từ năm 45 tới bây giờ. Riêng ở California thì ông governor của tiểu bang California đã chấp nhận cái ngày lễ nguyên đán của Việt Nam và âm lịch của Việt Nam, và cái đó được nghỉ một ngày lễ ở California, được ăn lương ở California, thì chứng tỏ là họ, người Tây phương, họ đã tôn trọng cái ngày lễ của Việt Nam, ngày lễ nguyên đán. Thì lý do gì mà chúng ta lại phải bỏ cái văn hóa của mình mỗi năm khi mà vào dịp Tết để con cháu chúc Tết ông bà cha mẹ, nó cái phong tục tốt để gia đình liên kết hợp với nhau trong một đại gia đình vào những ngày Tết sum họp, thì đó là một điều tốt. Cũng giống như những ngày Thanh Nghi Vinh của Mỹ, họ sum họp gia đình với nhau, thì cái ngày Tết cũng là cái ngày sum họp, mà cũng ngày mà mọi người về quê để thăm làng nước của mình. Đó là một cái nối, kết nối của đồng bào với nhau, với thân tình với nhau, với cái phong tục. Rồi chưa kể đến cái phong hóa cúng Tết với tổ tiên, nó là cái ngày rất là vui. Thì tôi nghĩ không nên bỏ, mà các lẽ phải khuất trương cho nó đẹp hơn nữa, cho con cháu về sau này nó còn nhớ đến ngày Tết, nó còn nhớ đến ông bà, cha mẹ. Và cái tập tục này nó làm cho con người ta có một cái tình thân liên kết gia đình với nhau, thành ra đó một tập tục rất là tốt. Xin mời bác Phương. Dạ, hồi nãy tôi thấy bây giờ mình cũng nói rất nhiều cái Tết, từ Tết Tây sang bên Tết Ta, Tết Dương Lịch và âm lịch, thì tôi cũng nhất trí với lại các bác nãy giờ nói đến là chúng ta nên giữ cái Tết âm lịch, bởi vì cái đó là một cái Tết đã nó thuộc về truyền thống rồi, thì rất là nó đã gắn bó với dân tộc, gắn bó với lịch sử. Thành ra tôi thấy cái điều đó không có gì mà phải bỏ tất cả, nên giữ nguyên thôi, để chúng ta khỏi bị những cái sau này rồi chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta bỏ bây giờ sau này chúng ta sẽ rất là hối tiếc. Được, xin mời bác Quang. Tôi thì rất đồng ý với anh bác sĩ Tuấn và anh Trọng Phạm với lại cũng cụ Phương, là vì bỏ cái Tết là tức là bỏ hết tất cả các truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam cũng như các dân tộc Á tộc. Mà tôi cũng nhận thấy một cái đêm thế này, những cái người mà thuộc về Kitô giáo thì có chủ trương xóa bỏ hết tất cả những cái truyền thống lễ nghĩa văn hóa của các dân tộc thuộc các tôn giáo khác. Vấn đề này tôi đã nói rõ trong cái chương 8, hủy diệt nền văn minh và tàn sát những lương dân, thì cái chủ trương của họ đã có ngay từ cái khởi thử thế kỷ thứ 4 cho đến ngày nay, là họ đi đến đâu thì họ muốn xóa bỏ bằng những cái phương tiện khả hữu của họ. Thành ra cái đề nghị này nó cũng là nằm ở trong cái chủ trương của những cái tôn giáo độc hành, mà chủ trương xóa bỏ tất cả những cái truyền thống văn hóa của các tôn giáo khác. Đó là ý kiến của tôi. Vậy thì tôi đồng ý với lại bác sĩ Tuấn cũng như anh Trọng Phạm và cụ Phương, và cũng như cụ Hồ đã nói là phải duy trì cái Tết này. Chúng ta đã có cái Tết này tới 4.000 năm trước rồi, bây giờ chúng ta không có lý do gì mà lại vì ảnh hưởng của văn hóa Tây Phương mà lại xóa bỏ cái này, thật là vô lý, là phụ bạc với lại ông cha của chúng ta. Điều đó tôi phản đối hủy bỏ cái Tết Việt Nam, mà đề nghị là phải duy trì cái Tết Việt Nam cho đến đời này hết được cả. Cảm ơn bác. Dạ. Chị Sơn có ý kiến gì nữa? Dạ, tôi cũng không có cái gì gọi là hay ho hơn. Nhưng mà xin nhắc lại là văn hóa
là một cái nền tảng để giữ gìn cái đặc tính, cái gọi là đặc bản sắc văn hóa của một nước. Văn hóa còn là nước ta còn, mà để mất văn hóa là nước ta mất. Thì ngày xưa đó thì có cụ Hàm Bình có nói là tín ta còn thì nước ta còn. Rồi bây giờ dường như hôm trước là có chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có nhắc lại là văn hóa còn, hay là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi quên rồi, nói văn hóa còn là nước ta còn, không có được đánh mất văn hóa. Mà Tết âm lịch là một cái dịp lễ, một cái dịp để người ta giữ tất cả những cái phong tục, những cái bản sắc văn hóa, đi Tết với nhau, chúc lành cho nhau, cháu chắc con cái chúc mừng tuổi mừng thọ cho cha mẹ. Ở Việt Nam tất cả mọi người đều có chung một cái ngày sinh, đó là cái ngày Tết. Mỗi một người đều lên một tuổi, không có sinh nhật riêng. Mỗi một cái Tết, mỗi một người đều lên một tuổi cả. Đó là cái phong tục, cái văn hóa của mình, không cần nhớ những cái sinh nhật riêng. Và khi mà chúng tôi đem cái vấn đề này ra trên diễn đàn đó, thì cũng có nhiều người nhắc là có những nước bị Tây phương hóa, bỏ đi, đi theo Tết Tây, như là những cái nước ở Phi Châu. Đấy, họ theo đó, họ bỏ, không có ăn Tết ta đó, không có có những cái ngày Tết ta đó, họ có giàu hay không? Họ theo cả đời, họ cũng không có giàu. Do đó là xin nhắn với giáo sư Võ Tùng Xuân, đừng có đem cái chữ nghèo, mà thật ra Tết nó càng làm cho người ta kích thích cái nền kinh tế của mọi người cố gắng. Thí dụ như những người trồng hoa, cố gắng trồng cho nó chờ đến cái dịp Tết để được đem ra bán. Những người bán gói bánh chưng thì cũng chờ tới cái dịp đó để mà gói. Đó là cái hình thức cái bánh chưng là cái đặc sản, cái nét đẹp văn hóa duy nhất của người Việt Nam. Và cũng nhắc lại là nhiều người có mặc cảm tưởng rằng Tết ta là Tết của Tàu. Xin thưa rằng tôi có nghe một cái video trên cái TikTok của một cái em bé rất là trẻ phản biện những người mà cho rằng Tết này là Tết của Tàu. Họ nói rằng người Tây phương đó thì họ thấy cái gì, bởi vì nước Tàu là nước rất là đông, họ đi khắp thế giới, nước là lớn, cho nên cái gì mà nó liên hệ tới cái phía đó thì cái người Tây phương họ cứ nói là của Tàu. Nhưng mà do đó cái Tết này họ nói là Tết Tàu, China New Year, thật ra là đó chỉ là một cái khái niệm sai lầm, một cái khái niệm chung chung thôi. Thí dụ cái Biển Đông không phải là của Tàu, nhưng mà trên bản đồ họ vẫn gọi là China Sea, South China Sea. Điều đó không có nghĩa là cả cái Biển Đông này là của Tàu. Đấy, thì đó là chỉ là một cái cách nói về cái có tính cách địa lý mà thôi, chứ không phải là nguồn gốc. Và cái em đó chứng minh rằng cái Tết này là do là đặc biệt của người Việt Nam. Bằng chứng là gói bánh chưng là chúng ta có sự tích của Lang Liêu đó, gói tặng cho vua cha để mà thi lòng hiếu thảo đối với cha vua Hùng Vương thứ 18. Đó là những cái sự tích gắn liền với cái Tết. Và chúng tôi phản đối tới cùng những ai có mặc cảm cho rằng cái Tết này là Tết của Tàu, và dâu cho cô Tàu đi nữa, thì đó là cái nét văn hóa của chúng ta và chúng ta phải bảo vệ tới cùng. Đó là lời của chúng tôi. Chắc có lẽ anh em tụi tôi nói cũng đủ cái ngày thiêng liêng Tết của Việt Nam. Nó tạo cái sự đoàn kết của dân tộc và cái văn hóa của dân tộc. Cái ngày Tết là cái ngày mà con cháu nhìn về đất nước, nhìn về quê hương, nhìn về những nơi xóm làng, nơi mà mình đã sinh sống từ nhỏ đến lớn, trở về quê để gặp lại tổ tiên, gia đình. Đó là cái niềm vui mà chúng ta đều hân hoan có cái ngày Tết Việt Nam. Và các lẽ cũng đầy đủ, chúng tôi xin chấm dứt.